Bí quyết xào mì ngon, sợi mì dai và sốt xào dễ làm. Xin chào các bạn, mình là Nhi. Chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Chay Cùng Nhi. Về sốt xào, công thức chi tiết như có ghi ở trên màn hình nha. Gồm có nước tương, dầu hào chay, hạt nêm chay, đường, tương ớt, dầu mè thơm và tiêu xay. Sau đó Nhi nấu nước sôi, cho một ít dầu ăn để trụng mì không có bị dính á. Không trụng lâu, chỉ tầm 2-3 phút. Bí quyết để sợi mì dai, thơm hơn là trước khi xào mình sẽ áp chảo cái sợi mì này. Làm nóng chảo, cho thiệt ít dầu ăn thôi rồi cho mì vào. Để mì nóng và sợi mì đủ nhiệt tầm vài phút, mình sẽ trở qua mặt còn lại để các sợi mì được nóng đều hết. Bây giờ đến lúc xào mì, như cho một ít dầu ăn nè, thêm baro hoặc các bạn có thể cho hành tây hay tỏi, thêm nấm bào ngư và các loại rau củ như cà rốt, ớt chuông, cải thảo, cải ngọt. Cái này cả nhà có thể là chọn rau củ theo sở thích ha. Rồi mình cho vài muỗng sốt vào xào, nhưng mà chừa ra nửa chén sốt để lát nữa trộn mì riêng, xào cho rau củ thấm gia vị thì Nhi cho sợi mì vào và tiếp tục cho nửa chén sốt còn lại lên trên sợi mì và mình trộn thật đều. Gần chín á, Nhi có thêm đậu hũ cắt sợi và một ít cần tây cho thơm, rắc thêm một ít tiêu xay nữa. Trình bày ra dĩa, mình thêm vài nhánh ngò rí. Mình sẽ ăn kèm có một chén nước tương, tương ớt. Đây là cách xào mì chay để cả nhà tham khảo bổ sung thêm cho thực đơn mâm chay ngày Tết nha. Sợi mì áp chảo qua nên rất là thơm, dai, không có bị bở, thấm sốt vừa ăn nữa. Cả nhà luôn ngay lại nhen.